Như vậy thì sẽ tạo một cái menu. Tạo một cái menu. Lưu cái image. Lưu xuống luôn ha. Thầy sẽ tạo một cái menu và các bạn sẽ xây combo. Rồi, ví dụ như thế. Rồi, mục đích của thầy là giả sử thầy sẽ có một cái email ở đây. Thầy sẽ chèn cái logo vào. Image trang web. Ủa nãy mình tải xuống đâu nhỉ? Product mà. Mấy hình kia mình tải xuống đâu rồi? Mình lưu. Ưu việc trang web email product file. Ủa nãy mình lưu đâu ta? Thứ nhất lưu lại coi nó lưu đâu. C bán hàng email nè. A buổi năm code ô. Thầy lưu nhầm ở bên kia thầy đang lưu ở bên code. Cái này là cái bài mà chúng ta sẽ học tiếp theo. Âu Việt buổi năm bán hàng image. Ok, Ctrl C qua đây đi. À, để đó cũng được. Mình sẽ chèn chèn mình sẽ tìm đến C code Âu Việt buổi năm bán hàng image. Rồi thầy giả sử là khi mà thầy click chuột vô cái này thì nó hiện ra một cái menu. Như vậy thì thầy sẽ đi thiết kế thêm một cái menu ở đây. Rồi cái frame này mình gọi là menu. Thì trong cái menu thầy sẽ sử dụng một cái rectangle. Rồi thầy sẽ chèn một cái mi vào. Ví dụ như rồi mình sẽ có thành phần ở đây. Rồi ở trong này nó sẽ có một cái test.
Test này mình cho size lớn lên tí xíu. Rồi, như vậy thì một sản phẩm của mình nó sẽ bao gồm có tên, rồi ok, như vậy có 3 thành phần, và 3 thành phần này thì các bạn sẽ cho thầy một cái component, và chúng ta sẽ nhân đôi cái component này lên ha. Nhân đôi cái component này lên. Kéo. Rồi, mình có cái menu thứ hai. Menu thứ ba. Menu thứ tư. Rồi, mình có 4 menu. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái hình ảnh để cho nó ra được cái menu khác. Ví dụ thầy chọn là gà rán, thầy thay vô đây, chỗ này thầy thay bằng chữ gà rán, rồi chèn một cái ảnh khác, ví dụ như là cơm vua, thay vô đây. Chèn một cái ảnh khác, ví dụ như là thức uống, này nó không để cái ấy ha, thức uống. Rồi, như vậy mình đã có được cái đối tượng của chúng ta. Giả sử chúng ta xem cái menu thôi. Đó, mình đang có đối tượng ở đây. Có 3, 4 cái lựa chọn. Rồi, mình sẽ có một cái trang, gọi là trang thức uống đi ha. Mình sẽ có cái desktop. Bây giờ menu rồi, desktop này mình gọi là trang này người ta đang gọi là burger. Rồi, thầy copy cái trang này ra. Để tạo thành một trang mới. Trang này thầy gọi là cơm vua. Đó, trang cơm vua ha. Trang cơm vua. Thầy sẽ vào cái trang cơm. Thầy sẽ tải một hình thôi, để cho các bạn thấy nó khác thôi. Mình không cần phải quá nhiều. Lưu về. Rồi, qua cái trang này ha. Mình sẽ tải cái hình cơm hồi nãy lên. Mục đích là để cho các bạn thấy là nó có khác thôi. Rồi, đây là trang cơm. Bây giờ mình sẽ chuyển nè, mình sẽ di chuyển nè. Thứ nhất là trang này là trang chính, hay mình để trang này là trang chủ đi ha. Trang chủ. Thì mục đích của mình là khi chạy lên, mình click chuột vô đây, thì nó nhảy qua cái trang chi tiết sản phẩm.
Rồi trang chi tiết sản phẩm mình sẽ quay trở lại trang chủ. Từ trang chủ mình bấm vô menu thì nó hiện cái menu này lên. Từ menu mình chọn trang cơm vua thì nó nhảy qua đây. À, đóng trang cơm vua, bấm vô đây thì quay về trang chủ. Đó, mục đích của mình là cái prototype là như thế. Đó là kịch bản. Như vậy thì để cho khách hàng hiểu được cái web mình nó hoạt động như thế nào, thì trước tiên các bạn sẽ chọn đối tượng mình muốn di chuyển là đối tượng này, component này. Và các bạn sẽ chọn qua prototype. Đây, các bạn chọn qua cái prototype. Như vậy thì cái này nó sẽ cho phép mình làm cái gì? Đó, cho phép mình làm cái gì? Thì với đối tượng này, các bạn cũng thể cho phép mình tìm đến một cái đối tượng mới. Ha, mình cộng vô, cộng cái hành động của mình vô. Như vậy hành động của mình là khi click chuột, không? Thì làm gì? Ở dưới này, action. À, hành động là trigger. Nó có rất là nhiều cái. Ví dụ khi kéo, khi hover thì làm gì? Tức là khi con trỏ mà đang đưa ngang qua đó thì làm gì? Xử lý. Khi phím nhấn xuống thì làm sao? Chuột nhấn xuống thì làm sao? Chuột kết thúc thì làm sao? Chuột up thì sao? Chuột down thì sao? Đó, có rất là nhiều cái mà mình có thể xử lý cho một đối tượng. Như vậy thì khi click chuột, mình sẽ, thứ nhất, negative là mình sẽ nhảy đến, back là quay lại, run là kéo, open link, ví dụ như mình có một cái nút là nút browse, thì khi mà mình click chuột vô, nó sẽ mở open ra cho mình, vân vân, rất là nhiều cái sự kiện mà chúng ta sẽ xử lý được. Mình chọn lại nhảy đến trang. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ nhảy đến trang và nó hỏi trang nào. Trang đích là trang nào. Mình là chọn chi tiết sản phẩm. Chi tiết sản phẩm. Được chưa nào? Và cái cách thể hiện của nó. À, khi mà đối tượng của chúng ta. Cách thể hiện. Đó. À, animation là cái cách mà thể hiện, cách trình diễn á. Rồi, chúng ta tạm thời chấp nhận đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại. Thấy không? Nó có một cái nối từ đây đến đây. Như vậy thì chúng ta bấm vào trang chủ và chúng ta chọn present. Khi chúng ta present thì những đối tượng mà chúng ta chưa có prototype thì nó không có gì đặc biệt. Nhưng đối tượng chúng ta đã prototype, các bạn thấy là nó đổi biểu tượng thành bàn tay. Mà chúng ta click chuột vào đây, không ảnh hưởng gì cả, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng chúng ta click chuột vào cái này, nhảy ra trang chi tiết sản phẩm. Đúng không nào? Và chúng ta chưa xử lý trang này, cho nên chúng ta có làm gì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta xử lý tiếp. Chúng ta xử lý tiếp. Đối với trang này, chúng ta cũng add prototype cho nó. Add prototype cho nó. Và đối với đây, các bạn chọn click và các bạn chọn back. Tức là quay trở về mà nơi gọi nó. Thế thôi. Back, quay trở về nơi gọi nó. Bấm trang chủ. Mình trình diễn lại. Bấm vào sản phẩm. Quay trở lại đây. Khi bạn bấm bất kỳ vị trí nào, nó đều quay trở lại trang gọi nó. Đó, gọi là bet. Ha, được chưa nào? Còn nếu như bạn muốn xử lý là chỉ đóng một cái nút nho nhỏ ở trên này thì mới quay lại, thì lúc đó bạn phải xử lý thêm. Mình vẽ trên này một cái hình không màu, không mùi, không vị. Là lít chuột vô cái hình đó thì quay về.
thì cái biểu tượng mà dấu cộng này, nếu như mình tự vẽ, tự làm, thì mình chọn cái biểu tượng dấu nhân chứ. Mình chọn cái biểu tượng dấu nhân quay về. Còn ở đây thầy đang xài là cả cái hình này đều quay về. Được không? Rồi. Ví dụ mình sẽ viết cho khách hàng thấy rằng là khi nhấn vô cái gọi đặt hàng thì chuyện gì xảy ra. Giả sử mở Zalo lên để gọi hoặc mở điện thoại lên để gọi. Thì các bạn vẽ cái giao diện đó. Được chưa? Các bạn muốn xử lý cái gì thì các bạn sẽ vẽ cái giao diện và xử lý nó. Bây giờ, mục đích của thầy tiếp theo là thầy click con trỏ vào đây. Nó sẽ mở cái menu ra cho thầy. Đúng không? Click con trỏ vào đây. Thì mình lại xử lý tiếp. Click. Và nó sẽ mở con trỏ ra cho mình. Được chưa? Nhưng nó không phải là negative. Mà chúng ta sẽ chọn là open overlay. Sự kiện của chúng ta nó sẽ khác tí xíu. Open overlay. Như vậy thì cái overlay này, nó hỏi là overlay cái gì? Mình chọn là menu. Và nó đang hỏi tiếp. Chỗ này nó có hỏi tiếp cái là vị trí nằm ở đâu. Vị trí của chúng ta đang muốn mở nằm ở đâu. Rồi, nằm ở position. Các bạn thấy chữ position. Nó để là center. Là center của cái đối tượng. Bây giờ mình chạy thử trước, mình tính sau. Chạy thử trước, mình tính sau. Bấm trang chủ. Prototype. Control Internet Enter. Bấm đây. Qua trang này, quay lại. Bấm đây. Chuyện gì xảy ra? Thấy không? Thấy nó liệt kê ở giữa không? À, liệt kê ở giữa. Nhưng mà bây giờ rồi cuối cùng mình lấy con trỏ ra thì nó lại không mất. Nó lại không mất. Như vậy thì nếu mà nó liệt kê ở đây thì nó lại không hay lắm. Nó liệt kê trên này nè. Nó mới hợp lý. Đúng không? Như vậy thì ở chỗ này, cái phần prototype này nè. Phần prototype này. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại tí xíu. Chỗ hiển thị. Chúng ta sẽ chọn ví dụ như là top right. Hoặc là bottom right. Bottom right. Rồi thử chỗ này lại ha. Thử chỗ này lại. Chúng ta chọn cái màn hình trang chủ. Control Internet Enter. Click vô đây. Bottom right. Bottom là dưới đáy của trang. Right là bên phải. Không đúng. Đúng chưa? Vậy thì mình còn một cái nữa. Mình sẽ chọn là custom. Menu từ hiển thị. Như vậy thì bắt đầu mình sẽ chọn vị trí hiển thị. Đây, chọn vị trí hiển thị. Ví dụ khi click chuột vào thì cái menu của mình nó sẽ nằm ở đây. Được chưa? Khi click chuột vào thì menu của mình nó sẽ nằm ở đây. Đó. Như vậy thì cái quá trình mà xử lý cái menu này, khi click chuột vào thì menu nó sẽ nằm ở middle. Và có một cái chúng ta lưu ý nữa là nó sẽ tự đóng khi click outside, tự đóng khi click ra bên ngoài. Chứ hồi nãy là nó không đóng. Được chưa? Tự đóng khi click ra bên ngoài. Ok. Và chúng ta quay trở lại cái prototype của mình. Quay trở lại đây. Trình diễn lại. Lấy gì?
lít chục và menu. Ok, hiển thị đúng ý của mình rồi, đúng không? Rồi bây giờ giả sử như ở đây mình lít vào cơm vua thì nó sẽ nhảy qua cái trang cơm vua. Rồi mình xử lý tiếp, lít chuột vào cái menu của mình, cơm vua, thì lại add prototype, chạy đến trang, trang nào? Trang cơm vua. À, trang cơm vua, được chưa? Và ở trang cơm vua, ở trang cơm vua này mình sẽ add một cái prototype là khi click vào trang thì quay trở về thử nó ra cái gì. Trang chủ trình diễn, click chuột vào đây, cơm vua, thấy không? Đây không có, đây không có, đây có, ra trang cơm nè, ra trang cơm. Khi click chuột vào trang cơm bất kỳ, quay trở về trang chủ, ổn chưa? Click chuột vào đây, ra cơm vua, đây trang cơm vua nè. Thầy cố tình thầy đổi cái hình nè, để tí nữa thầy thêm cái chữ nữa cho các bạn thấy là nó khác. Quay trở về đây, đó, menu, được chưa? Ví dụ để cho các bạn sẽ hình dung được đây là trang cơm vua, thầy sẽ thêm một cái đoạn chữ. Đây là trang cơm vua. Thế đây. Ha. Mình thêm cái này để cho mọi người đủ niềm tin, thấy không? Đủ niềm tin rằng chúng ta đã chuyển trang, chứ không là chúng ta nghĩ rằng là ủa mình vẫn đang ở trang cũ mà ta. Rồi, đây là trang cơm vua. Được chưa? Tương tự thì sẽ copy cái bạn này qua đây. Rồi, giả sử thầy để đây là trang chủ. Rồi, trang chủ thầy để cho nó màu xanh. Ok. Như vậy để cho các bạn phân biệt được. Cái tiếp theo, đối với lại cái menu, mình sử dụng prototype. Và chỗ này chúng ta chọn gì? Khi mà chuột hovin nào, thì mình có làm cái gì không? À, khi chuột hovin thì mình có làm cái gì không? Làm cái gì không? Ví dụ mình set thông số gì đó. À, rồi nó có một cái nữa là mình thay đổi đối tượng đó các bạn. Snap overlay, chọn đối tượng khác. Rồi, bây giờ đối tượng nào chưa có, mình sẽ copy cái đối tượng này ra giúp thầy. Nhấn shift cho nó thẳng. Rồi, chữ chỗ này đổi cho thầy say text. Đổi fill thì coi nè. Ok, chữ đỏ. Chữ xanh đi. Xanh. Chỗ này chúng ta chọn chữ xanh, còn không thì chúng ta bấm vô đây cho nó giống màu của thằng trên. Đâu rồi? Rồi, chúng ta thử hai cái đi ha. À, nó có thấy được hay không?
chúng ta chọn prototype. Hovind. Nó hỏi Hovind cái gì? Đây, component 10. Ok. Tương tự như vậy, đối với lại đối tượng này. Này là Hovind qua đây. Xong. Mình sẽ chọn tiếp đối tượng này. À. Rồi, ok, hiểu vấn đề rồi. Rồi, mình chạy lên thử đi, mình coi vấn đề của nó, mình sửa tiếp. Trang chủ. Menu. À, rồi, ok, chưa tốt lắm ha, chưa tốt lắm. Tại vì như vậy á thì sẽ mất cái mấy đứa kia. À, nó chỉ overlay là đúng cái vị trí này thôi, đúng. Nhưng mà có một cái là nó mất mấy đứa kia. Mình phải làm là làm chung cho mấy đứa kia nữa. Còn không thì mình tách đối tượng ra. Tách đối tượng ra. Đó, tại vì đối tượng của mình nó đang dính đó các bạn. Nó đang dính. Đang dính cả một cái frame. Cho nên nó thay là nó thay bằng thằng nhỏ này thôi. Ha, à, cho nên hơi sai chỗ này tí xíu. Như vậy ở chỗ này, khi mà hover vô đây, 1, 2 cái này nó đang dùng chung rồi. Click vào cơn vua. Bỏ này đi. À, sau khi mà mình chuyển xong group, đối với lại cái component này thì sai. Rồi các bạn làm mấy cái kia trước đi. Rồi cái phần menu thầy xử lý hướng dẫn tiếp. Tại vì nó cũng khá là nhiều cái công đoạn. Thì các bạn sẽ làm không kịp ha. Thứ nhất là các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái trang chi tiết sản phẩm. Rồi một cái menu giống như thế này. Cái thứ hai là các bạn tạo copy ra. Tạo cho thầy trang cơm vua. Rồi các bạn sẽ lấy từ trong hình này. Thì mình sẽ có prototype là chuyển qua chi tiết. Từ chi tiết thì quay trở lại trang gọi nó. Từ đây mình sẽ hiển thị menu. Rồi từ cái menu cơm vua mình sẽ nhảy qua đây. Ra trang cơm vua, và từ trang cơm vua thì mình sẽ quay trở lại cha nó. Thực ra cái menu con này nó tự mất rồi. Nó quay lại là nó quay lại đây. Đó là cái quá trình một vòng để mà mình xử lý cái việc là prototype. À, bây giờ các bạn sẽ làm xong cái phần này. Và tất nhiên là bạn không cần phải copy một cái đường link mới. Mà các bạn sẽ lên phía trên cái đường link mà mình đã gửi trước đây. Các bạn sẽ bấm trả lời cho chính mình. Và các bạn báo là em đã prototype xong. Thì thầy sẽ kiểm tra và cộng điểm cái phần prototype cho các bạn.
các bạn rõ chưa?